Đây, Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bây giờ là cũng sắp sáng rồi thì mấy bữa nay thì Phong đã có một cái chuyến đi ở dưới miền Tây, ở Tiền Giang, Sóc Trăng với mà Trà Vinh. Bữa nay thì Phong đi Trà Vinh đó cô bác anh chị. Thì có một cái nhân vật khá là quen thuộc với Phong, với gia đình, đó là chị Nga yêu dấu đây. Chị Nga ơi, chào khán giả chị Nga ơi. Đây. Bữa nay thì nói chung á thì nói ra thì cũng hơi buồn tại vì bữa nay là Phong đi ăn ké. Hôm qua đây là anh Hùng là ông xã của chị Nga, là bọn bên đây là bạn của chị Nga, là chủ 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 vừa nhãn đại lý thuốc phát lợi đó, thuốc phát lợi bán cá thủy sản. Thì hôm qua thì Phong đi ngang đây á, thì cũng lỡ đường, nhưng mà bên cạnh đó thì Phong với gia đình của chị Nga với anh Hùng ở đây á thì cũng giống như là tia hai mà một. Thì thật sự trước nhất thì Phong cũng muốn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những ông bà cô chú anh chị em đang theo dõi video của Phong nha. Thì bữa nay thì Phong xuống ngủ một giấc buổi đêm rồi, đỡ tốn tiền nhà trọ. Bây giờ lại có thêm một cái bữa ăn. Đây là chị Nga đang nấu hủ tiếu ông bà cô bác ơi. Đây là Phong đang, tại vì cái da Phong nó đen quá, cái xấu quá nên Phong chỉnh cho nó trắng trắng tí. Chị Nga đó, chị Nga thấy đẹp không Dạ đẹp đó? Rồi hồi Phong sẽ chuyển cái máy quay lại ghi toàn cảnh không gian nhà chị Nga cho ông bà cô bác xem nha. Phong vừa chuyển máy quay lại đây thì đây là một cái nồi hủ tiếu mà anh chị đã chuẩn bị ở đây rồi. Ngoài kia thì là một cái ao cá cha có mấy cây dừa trái sum xê ông bà cô bác ơi. Dạ còn ở dưới là một bầy heo luôn. Hôm bữa thì Phong đã chia sẻ cho ông bà cô bác xem rồi. Dạ. Anh Hùng cũng cười đó. Vụ anh Hùng với chị Nga đây là nấu là phân phối toàn khu vực Tiền Giang và những khu lân cận nếu cô bác nào có đặt đó. Dạ đó con mình. Dạ đây một cái lò nấu gia truyền cũng lâu lắm rồi đó ông bà cô bác ơi. Từ cái lò này sẽ bốc hơi qua đây hả anh Hùng? Dạ xong rồi nó sẽ rỉ xuống đây. Tại hồi đó bà nội em nấu lâu quá rồi giờ mới thấy lại chà rất là nóng luôn. Nóng mà than nướng rồi nè. Dạ dạ nó xì lên đây mà còn nóng hổi à. Dạ nóng ghê. Nóng dữ lắm. Dạ trời ơi cái lưới dính được con mèo. Mèo chui vô lưới anh không? Dạ một ngày về là anh Hùng giao khoảng bao nhiêu lít rượu? Mà nó mới hạn tên kinh nghiệm xuống lấy lần trăm lít á. Đây một ngày ha. Dạ dồn dồn á. Dạ dồn dồn ngày giao cũng về chục. Dạ một ngày cũng được về về chục lít rượu. Dạ chiều là có món chiều, chiều là hết rồi. Hôm qua là Phong với anh Hùng uống có xị rượu hai người mà không hết nữa, mà xỉn quá trời xỉn, vụ mạnh lắm ông bà cô bác ơi. Nhưng mà đặc biệt thì bán giá cũng rất là phải chăng đó. Dạ còn qua đây là một cái trang trại nuôi heo dài qua tới bên kia luôn đó. Đây là con heo heo nái ha anh Hùng, heo nái con này đẻ cho cũng mấy lứa ha anh. Đây đó hơi bị hốc nên con heo nó hơi thở nhiều quá cô bác anh chị. Để Phong kiếm chiếc dép Phong này vô là lúc trước anh Hùng nuôi cũng nhiều con lắm nhưng mà cũng có bán bớt. Dạ thôi xịt thuốc ha. Dạ dạ bên kia xịt thuốc của bác anh chị, xịt cho nó gió nó tạt vô để Phong bệnh lỗ mũi rồi. Ủa heo bữa Phong xuống đợt rồi mấy con heo này chút xíu xíu hai bự quá trời bự luôn. Ủa heo nó cục đuôi. Đây là có một cái đồ để thức ăn vô nên nó nhiễu xuống từ từ. Dạ
Một sữa non này cho mấy heo này uống ha anh Hùng. Dạ. Đây nè. Dạ, cho mẹ lên đường luôn. Rồi. Anh Hùng nói con heo mẹ của mấy con heo này cho lên đường về tổ tiên rồi. Đó, trời. Còn con heo này thấy phong mình không được vui. Bên kia còn con. Còn góc bên kia nguyên cái đường dài luôn kìa ông ba quá xem. Đây qua đống củi. Đó. Đó, giờ không phải lên trên. Tại nói chuồng heo thì cô bác anh chị cũng biết là nó hôi lắm. Đây là cái sàn giữa hai chén của gia đình. Bếp củi. Cái này nấu cho heo ăn hả anh Hùng? Hả? Này nấu gì? Dạ. Nấu cơm mấy ăn nấu ngủ. Dạ, nấu cơm. Ủa đây heo bóng 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 không? Heo này nhìn giống heo mỏi anh Hùng. Heo bò. Heo bò. Heo bò. Dạ. Heo này heo bò ông bà cô bác ơi. Heo nó xám xám. Mấy cái ao này cá chắc cũng nhiều hơn ha. Trời ơi. Này mà quăng xuống cái gì cho nó táp ghê đó. Cá bự lắm. Rồi hai bạn vô đi. Cá với cá tiền. Rồi chị Nga kêu ăn anh Hùng ơi. Nó còn một bầy luôn. Nhà con nhỏ em làm mì dữ lắm. Dạ. Đâu con heo bữa em thấy nó bị cái xì cọt ta. Trời ơi, là bầy nãy hả chị? Ủa. Ủa con tí 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 không? Nó đứng ở trong máy chờ không? Ủa con nghe đó đó hả? Ừ. Dạ nó muốn bự hơn mấy con kia luôn hả? Bảy nó đứng khác cái dách đó. Dạ dạ chắc chắn. Hôm đó cái giò cắn nó thấy có tật nguyền không? Dạ. 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 Ờ. Cho nó gan con nhìn nó ngang nè. Ồ, đó bà cô bác thấy chưa? Đó không? Thấy rồi nó đi hơi hơi con cũng còn. Con đúng đẹp chứ bộ. Dạ. Bữa xuống là mới giết sữa á mày. Dạ. Chỉ hai chục hơn 10 con. 12 con nữa. À. Chàng trai nuôi heo của anh chị đây. Vừa nuôi heo vừa nấu dụ. Trời hồi đó biết rồi, nguyên cái chuồng vẫn là một chục con heo né. Dạ. Rồi cái năm mà vụ mình tận bệnh á, thấy người ta không bị mình mừng. Dạ. Trời cái nó cấp đó mà nó không ấy hả? Rồi đó vô đậm luôn á. Từng cái tâm con heo thịt. Trời ơi. Đi ghét kìa bán rẻ. Dạ. Đi từ từ ha anh Hùng. Ở nuôi cái này cũng thấy ra là thấy thôi. Khó ăn quá. Mẹ hết luôn. Dạ. Phải ăn dầu lan hả nụ? Tiện vô cho nó quất liền. Nghỉ đâu cũng vài năm mới nuôi nổi. Ồ. Mà cơm để dành nấu rượu. Trời. cái đồ xế bự. Đồ xế cái này đồ chắc. Đồ xế cái một cái. Đồ xế này chắc phải đặt quá. Đồ xế này phải đặt. Có đâu mượn ông đem giúp giùm á. Cái đồ xế hết hồn. Ôi đồ xế quá bự luôn. Nồi cơm này chắc ăn cả làng luôn á. Mà này nấu vụ á. Con nhà nó bốn nồi như vậy nè Phong. Dạ. Con nhiệm vụ chỉ bốn nồi đó rồi muốn đi đâu đi. Bốn nồi vậy. Một ngày là bốn nồi về đây. Khó bóc bóc như đó. Đây một nồi, hai nồi, ba nồi. Bốn nồi. Xong rồi cứ thay phiền đổ da cho nguội hả chị? Đổ da cho nguội rồi mình vô lên. Dạ, bây giờ không... Nè nó cháo rồi. Dạ. Nè nó cháo rồi. Cái Phong sẽ kiếm miếng dầu lan. Dầu này bỏ vô được phải không anh Hùng? Có miếng nấu cháo rồi. Dạ. Phong sẽ bỏ vô cho nó ăn đây. Đó. Làm gì nè. Trời ơi, dành ăn nội ơi. Anh em trong nhà mà còn dành ăn nè. Đó, ông bà quát xem nè. Đó, dành ăn đây. Dành ăn cho đã mốt cũng sức chuồng. Anh Hùng đó à, cuộc sống là vậy. À. Heo bò giá nó giống nhau hay là mắc hơn không anh Hùng? Cũng vậy à. Dạ. Để giống mà để được heo bò. Dạ. Heo bò mạnh nó đề kháng cao hơn hả? Nó nặng ký chứ. Rồi heo bò nặng ký. Dạ.
heo bò chắc em thì chắc. Đó cái mấy cái bầy kia cân ra là con tạ hầm mấy bà. Dạ. Mấy ký, mấy. Để Phong nghiên cứu cái chỗ mà cám cho heo ăn. Đây, cái này dạ, gọi là cái máng tự động. Máng tự động. Để nó ăn nó bỏ vô lắc. Dạ. Mình phải lắc hay là heo lắc? Tự nó lắc. Dạ tự heo lắc. Dạ. Tự heo lắc. Còn heo không lắc nó đối gián chịu. Đó lắc nó thay phiên. Dạ nó lướt tha lắc thay phiên. Còn khi nghĩ nó lắc. Dạ. Vậy là nó lắc lại nè. Nó lưng phiên nó lắc. Chứ nó quen rồi. Làm như nó khoái ăn dầu lan hơn ăn cám luôn. Hay vậy cái này anh trồng dầu lan nhiều. Cái này em. Dạ. À, em thấy không nguyên cái vườn bên kia. Đó. Thì cắt ba cái dục bớt đi. Đây ve sầu cũng nhiều á anh Hùng á. Ừ. Kêu. Này nó lên lại. Dạ. Cắt khác rồi mà nó cũng lên lại. Rồi tạm biệt những chú heo, bây giờ Phong sẽ đi tham quan ở phía trên đây. Hôm bữa cũng có ngồi gai đây anh Hùng, anh Hùng cũng chắc anh phơi anh đem đưa chị nghe đem lên chở nhà Phong được rồi của bác anh chị. Không cắt bỏ cái này lên lại. Dạ. Ngay khung gian nhà ta có mấy cây dừa nên cũng có củi chậm này, dầu lan. Dầu lan là bò suốt lên đây luôn. Củi hôm nay lắm, hôm đây tổng đẻ tổng rồi. Còn bên đây thì cây dừa thì khỏi nói luôn rồi. Đây cũng sát như là sát giáp Bến Tre luôn không bà cô bác? Giáp ranh. Giáp ranh luôn. Thì qua cầu Gạch Miễu. Khoảng chừng 100 m. Qua cầu Gạch Miễu khoảng 100 m là vô tới nhà của anh chị. Bản, dạ. Đặt cái bản Bến Tre. Đây được cái là đường xe du lịch chạy được cô bác anh chị. Chạy tới nhà của chị Nga luôn. Chưa nữa xong bển đổ về Tiền Giang. Còn nó chị Bến Tre. Đó, cây dừa chỉ ha. Tiền Giang. Cái Tiền Giang là cái đường cầu này nó nhiều nhất hơn của Bến Tre. Bến Tre nó. Dạ. Sau này cũng vậy nữa. Sao là cầu Gạch Miễu ha, Tiền Giang này mấy bên đây là nó nặng hơn bên kia. Bị mấy nơi nó nhiều. À. Đi qua mấy sông. Đây có cây dừa thọt tay, cái là muốn ăn mấy trái là sẽ hái mấy trái đây. Trời ơi Phong khối gần luôn, để ngang cái tay nè ông bà cô bác xem nè. Để ngang tay thôi là đã hái được dừa. Trái dừa nó vẫn thấp hơn cái dai của Phong á. Đó, một cây dừa. Một cây dừa này thôi là trái cũng đã cũng 30-40 trái ngoài vậy. Đó ông bà cô bác thấy chưa? Ừ. Dừa thấy ghê chưa bà cô bác ơi, đi vô đây mà sợ dừa nó chọt nó lúng mắt luôn á, quá trời trái luôn, nhìn thích ghê luôn á. Phong sẽ đi qua đây à, để bên kia à, có cái sạn nè. Đó đó cô bác thấy chưa, đây nữa nè. Đó 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 đó. Phong gieo quay một lần một vòng cho ông bà cô bác xem đó. Ở đây thì cây dừa cao hơn, còn đằng kia cây dừa hái ngang tay luôn. Đó. Đây nữa đây. Đây. Đây thì hơi nhón chút xíu à. Đây để dù hình. Cái này đừng quay cho. Quay cái kia. Dạ. Cái này nó hư rồi. Hình cho anh em mình làm kỷ niệm. Hư đỏ. Anh Hùng. Em chỉnh cho trắng trắng anh Hùng. Hơi đẹp, anh Hùng có đẹp trai quá trời nè. À. Đẹp trai mà sao vô làm với chứng minh nó chụp xấu quá. Dạ. Không biết. Ai cũng vậy chụp xấu quá à. Tại vì ông đó không biết nó chụp bằng máy sao. Sao chụp xấu quá. Cho dù bên đây nó nóng lạnh lên. Ồ đó, ông bà thấy chưa? Hơi chói chút xíu. Đó. Đó. Rồi, thôi bây giờ mình vô trong đi anh Hùng ơi. Thôi vô ăn gì chứ đi. Dạ dạ. Trời ơi, cái dừa nó bị chuột ăn hết vậy. Hư mấy cái nó hư. Ôi ơi. Anh Hùng ơi, con vịt đẻ nè. Em thấy đó anh thấy không? Anh liền vô em thấy trắng trắng. Trời ơi, nó bể trứng vịt luôn quá. Chưa bể hả anh? Trời ơi. Còn trứng nữa, ủa hai trứng đúng rồi. Hết rồi. Em tưởng đâu núm. Trời ơi. Dạ dạ. Này vịt nha anh hả? Nè anh thấy em phát hiện hay không? Anh đi chuyên môn đi lụm trứng vịt á. Đây mấy vịt đẻ nè ông bà cô bác ơi. Thôi vậy phát có hẹn được ấy hẹn tiếng ngày về cho mình không nghỉ. Thôi để. Thôi để cho nó đẻ nữa đi.
em phát hiện á. Quá trời bự không? Dạ. Ăn đi, ăn đi. Nợ này chị chế đứt vô rồi, không ăn cái thùng đi. Ờ chị không ăn luôn. Ờ chị chưa ăn. Sáng thì ít ăn sáng đó cô ơi. À, à, thường ở dưới giường đồ là đây vậy đó. À, sáng làm công chuyện thôi, tới trưa trưa mới ăn chứ. Sáng chị ăn chưa? À, chị ăn rồi, chị dạ. Là sáng chị. Ăn được cũng quen rồi. Vậy ngược lại sáng mà thức dậy là dạ. Phải ăn. Quay ngoài kia. Ăn ăn đi cơm để nở tác lén dạ. À. Hết ngon. Ăn luôn Hùng ơi. Hai anh em đi. Nhưng hai anh em ngồi ăn nhại quá. Chị Mai chị hỏi vô sao làm câu làm gì chị câu giờ không chị nãy giờ chị mò không được à gà giống đó hủ tiếu xong rồi giờ chế nước vô này hủ tiếu Tiền Giang nha bà con dạ hủ tiếu Tiền Giang trời ăn khổ không chết luôn bây giờ chị gái thu xếp để là về làm công việc tiếp rồi ông bà cô bác ơi chị cho nữa đây chứ thôi để cho hẳn thôi thôi cho mai nữa nãy gì nữa thôi thì nữa nãy mai nữa nãy cái nãy chú gì mà cô chú anh chị thấy ở dưới quê lúc nào cũng tình cảm hết trơn có vậy gì đó, cũng cho hết là vậy đó qua dạ. Thì ha mình chưa không có gì mình cho mình cứ cho ngày cho học dịch cho chú tùm lum hết trơn dạ cho đủ rồi đó. Thôi ăn thôi ơi dạ dạ dừng nha Phong Nguyễn chào bà cô bác nha. Bữa nay thì Phong xuống anh Hùng được ăn nữa rồi. Tối là cũng có một dập. Bây giờ giấc sáng những vị trước khi mà Phong đi Trà Vinh thì anh Hùng với chị Nga đã chuẩn bị một cái tô hủ tiếu nhưng mà đã đầy thịt. Rồi, chào mời ông bà cô bác dùng luôn. Này có hai anh em ăn buồn quá. Hai anh em ăn đi thôi buồn gì. Còn hai người chị không ăn. Rồi. Em về với Nga. Rồi. Nga chị về. Về luôn Hùng á. Nhà chị nấu luôn hả? Ừ, chị ai chị nấu? Chị. Dạ. Chị cái thôi. Ông anh ông Hùng á. Dạ. Đem về. Nó nước ngọt vậy gì? Ừ. Bả nấu hủ tiếu qua bán đặt lắm. Dạ, bằng vậy là nấu bán rồi. Bằng tư tạo á. Ừ. Nè, một bịch về là 20.000 được không? Ừ. Bịch về 20.000 nè. Tô vậy chị có bỏ thịt thêm không? Không. Không, chị mà có 20.000 à. Ừ, chị bán cho chị vậy đó. Dạ. Tại vì chị nấu chi? Nấu kia cực không? Dạ. Sáng quá trời. À, sáng là ảnh về. Còn 25-30 ngàn là có xương đồ. Dạ. Này kêu bằng hủ tiếu Mỹ Tho hả? Hủ tiếu Mỹ Tho à. Mốt cho anh ghé hoài quá. Có gì đâu. Sao không, không ghé. Bữa nào đi ở đêm điện cho chị. Trước nha. Dạ. Mình mua con gà mình đổ cái mình xé thôi. Chấm muối ớt ăn đông đông vậy đó. Cái hồi mà chị nuôi á, 500 con gà không có được nó đi lên đất luôn mà không. Hai nuôi cũng chết dịch hết trơn, dạ. Mà chị nuôi tới bán luôn rồi. Cũng hên đó chị. Ừ. Thuốc men đầy đủ không ơi. Chích ngừa đồ đầy đủ thuốc rồi chị trộn suốt vậy đó. Hồi ô nó đẻ hả? Nó đi vô cái nhà mới làm á, ngày nào cũng vô đẻ mấy người hộ phái lùm một gà đó. Mà giờ thôi chị thấy cực quá. Hey, Phong Nguyễn chào bà cô bác nha. Hôm qua nay thì Phong chơi ở nhà của anh Hùng với chị Nga thì cũng thu xếp bây giờ đi xuống Trà Vinh. Nhưng mà đi Trà Vinh nhưng mà vẫn có quà ông bà cô bác ơi. Một bịch nhãn mà Phong dở lên không nổi. Cái này chắc 5 ký quá. Mấy ký vậy? Cả 5 ký ạ. Dạ. Thì chị Nga gửi cho Phong một cái món quà chứ mà nước đi đường nữa. Thì thôi thì em cũng cảm ơn chị Nga với anh Hùng rất là nhiều nha. Qua nay đã cho em ở nhờ rồi để ăn uống rồi về còn có trái cây nữa. Dạ thôi được rồi chị. Rồi thôi Phong Nguyễn cũng cảm ơn bà cô bác đã luôn thương yêu và dành chút thời gian để xem những đoạn video ngắn của Phong về đời sống thiện nguyện và cuộc sống hàng ngày. Rồi chào ông bà cô bác. Anh Hùng thì ở nhà lúc nào cũng nực nội là nói trời quá chị. Nói trời. Rồi chúc ông bà luôn vui vẻ bình an và có nhiều thành công, nhiều niềm vui cho cuộc sống luôn. Hẹn gặp lại ông bà trong những video tiếp theo.